Mình sẽ có ba cách nhiễm điện một vật như sau. Đó là mình có cách là cọ sát này, tiếp xúc này, rồi hưởng ứng, nhiễm điện do hưởng ứng. Thì trong đấy thì chúng ta cần phải phân biệt, cần phải hiểu rõ về ba cách đấy. Thì cách tiếp xúc, trong đó thì có cách tiếp xúc và cách nhiễm điện do hưởng ứng. Thì hai cách này thì nó khác nhau như thế nào? Về cách tiếp xúc thì chúng ta cho một vật nhiễm điện tiếp xúc với một vật không nhiễm điện, thì lúc này vật không nhiễm điện thì nó sẽ nhiễm điện giống như với cái vật kia. Ở đây thì là do đâu? Do các electron thì nó đã chuyển sang từ vật này chuyển sang vật kia. Còn nhiễm điện do hưởng ứng thì nó khác gì? Khi mà chúng ta đặt hai vật mà nó gần nhau, nếu mà một cái thanh, ví dụ như thầy đặt hai thanh cạnh nhau đi, thì một thanh nhiễm điện dương và một thanh trung hòa, thì thanh nhiễm điện dương nó sẽ làm cho cái thanh trung hòa đấy thì nó có điện tích âm và điện tích dương bằng nhau. Vậy thì lúc này các điện tích âm nó sẽ bị hút về một đầu và điện tích dương đẩy về một đầu. Nó gây ra một đầu nhiễm điện dương và một đầu nhiễm điện âm. Và hai cái này thì khác nhau ở chỗ đó là nhiễm điện do tiếp xúc thì các e nó chuyển, có sự chuyển các electron từ vật này sang vật khác. Còn đối với nhiễm điện do hưởng ứng thì không. Đấy là hai trong ba cách nhiễm điện mà chúng ta cần phải nắm rõ được bản chất của nó để có thể trả lời được một số câu hỏi trắc nghiệm. Rồi phát biểu định luật Coulomb, chúng ta cũng có thể xem lại này. Chúng ta có công thức của định luật Coulomb. F sẽ bằng K nhân trị tuyệt đối Q1 Q2 chia cho R bình phương. Và chúng ta xem là khi mà cái lực điện này chúng ta đặt vào trong một cái môi trường có điện môi, thì lực điện lúc ban đầu để ở môi trường không khí, sau khi đặt vào môi trường điện môi thì nó có sự tăng hay giảm như thế nào? Tương tự như việc chúng ta sẽ để một cái vật gì có chất liệu như là tấm nhựa hay tấm thủy tinh vào giữa hai cái điện tích, thì lúc này lực điện có sự thay đổi như thế nào? Xem nó tăng hay giảm bao nhiêu, phương và chiều của lực thế nào. Rồi đấy là ở bài đầu tiên. Ở câu 3 thì liên quan đến thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích. Ở đây thì chúng ta cần nắm được về cái nội dung của thuyết này. Đó là electron thì có tính linh động nên nó có thể chuyển từ vật này sang vật khác, từ điện tích này sang điện tích khác. Chúng ta tiếp tục nhé. Thì ở đây, khi mà về cái định luật bảo toàn, về cái nội dung chính của thuyết electron này, thì những cái vật mà nó có nhiều e hơn, có nhiều điện tích dương, thì người ta gọi ion đấy là ion gì? Âm hay dương? Rồi tên gọi của những cái loại, những cái vật mà nó có electron nhiều hơn các proton thì là gì? Thì chúng ta cũng xem lại nhé. Đấy là một trong bốn cái nội dung của thuyết. Ví dụ như một cái nguyên tử mà nó trung hòa thì có thể nhận thêm electron để chuyển thành một hạt điện âm. Và người ta gọi đấy là ion âm. Và những vật mà có số e mà nó nhiều hơn các nguyên tố dương, tức là số e nhiều hơn số proton đấy, thì người ta gọi nó là những vật nhiễm điện âm. Còn nếu số proton mà lớn hơn số electron thì mình sẽ gọi là nhiễm điện dương. Ở đây thì chúng ta sẽ giải quyết một số câu hỏi liên quan đến
xét nghiệm lý thuyết, rồi phát biểu định luật bảo toàn điện tích. Thì chúng ta có nội dung của định luật bảo toàn điện tích, đó là trong một hệ cô lập về điện thì tổng đại số của các điện tích là không đổi. Và hệ cô lập về điện thì hệ đấy không có trao đổi điện tích với các vật khác ngoài hệ. Đấy là khái niệm về cái hệ cô lập ấy. Chúng ta có thể nhớ hai cái đấy, nội dung của hai cái đấy, về hệ cô lập và định luật bảo toàn điện tích. Thầy mới nhận ra là cái phòng dung của thầy mới đầu thầy nghĩ là nó giới hạn tầm 300 người, nhưng mà thật ra là có 100 thôi, nên chắc là một số bạn sẽ khó vào. Tôi để thầy recording lại vậy, tôi sẽ gửi lại cho những bạn chưa vào được sau. Rồi, đấy là xong ba câu xét nghiệm đầu tiên, thì chúng ta sẽ nhớ một số cái như vậy. Đến câu 4, 5 và 6. Ở đây thì chúng ta cần nắm được đó là công của lực điện trong một điện trường thì nó sẽ không phụ thuộc vào hình dạng đường đi. Khi một điện tích nó di chuyển trong điện trường thì chúng ta có công thức để xác định công của lực điện ở đây, đó là A bằng Q nhân E nhân D. Ở đây thì D này là khoảng cách của điểm đầu và điểm cuối, chứ không phụ thuộc vào hình dạng. Chúng ta cần phải hiểu rõ cái chỗ đấy. Và chúng ta sẽ thấy là ở đây thì công của lực điện thì nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là điện tích Q, thứ hai là nó phụ thuộc vào cường độ điện trường, thứ ba là phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối, chứ nó không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi. Rồi phát biểu định nghĩa về hiệu điện thế giữa hai điện trường. Ở đây chúng ta cần nắm được về cái định nghĩa về hiệu điện thế. Thử xem là hiệu điện thế là gì. Chúng ta sẽ có cái khái niệm về hiệu điện thế, với cái định nghĩa của hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường. Thì nó đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích từ M đến N. Chúng ta sẽ có công thức để xác định hiệu điện thế ở đây. UMN sẽ bằng VM trừ VN. UMN thì bằng VM trừ VN bằng AMN chia cho Q. Ngoài ra thì nó còn bằng cường độ điện trường E nhân với khoảng cách D. Rồi tiếp theo là định nghĩa về hiệu điện, rồi định nghĩa rồi, đơn vị đo hiệu điện thế. Chúng ta sẽ có đơn vị đo hiệu điện thế ở đây là volt. Ngoài ra khi mà đọc kỹ đề thì chúng ta sẽ có một số cái nữa như kilovolt rồi millivolt chẳng hạn. Chú ý cái chỗ đấy. Đề bài có thể hỏi và chúng ta cần phải nắm được. Rồi mối quan hệ giữa U và E.
Chúng ta có công thức U bằng E nhân D. Đơn vị đo cường độ điện trường. Đây liên quan đến cái bài điện trường, cường độ điện trường nữa này. Mình có đơn vị đo của cường độ điện trường sẽ là volt trên mét. Đấy một số cái mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Rồi câu 7, câu 8 liên quan đến điện trường. Thì chúng ta có ở đây, điện trường là một dạng. Đầu tiên là điện trường tồn tại ở đâu? Thì nó sẽ là tồn tại xung quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Đây là một dạng môi trường đặc biệt. Và nó đặc biệt ở cái điều gì? Thì đó là tính chất của nó. Đó là nó sẽ tác dụng được điện lên các điện tích thử ở trong nó. Chúng ta có công thức tính cường độ điện trường thì có thể dựa trên cái lực điện tác dụng lên các điện tích thử đặt trong nó, thì mình có công thức là E bằng F chia Q. Rồi có công thức E bằng K nhân với Q, trị tuyệt đối của Q chia cho R bình phương. Ở đây thì điện trường của điện tích Q ở càng xa Q thì chúng ta sẽ thấy nếu mà càng xa thì cường độ điện trường càng yếu, và càng gần thì cường độ điện trường càng lớn. Vì dựa trên công thức E bằng K nhân với trị tuyệt đối của Q chia cho R bình, thì mình sẽ thấy là bây giờ mà R càng lớn thì cái giá trị E này càng nhỏ, R càng bé thì E lại càng lớn. Nên chúng ta sẽ rút ra được một cái nhận xét như vậy. Và cường độ điện trường tại một điểm thì nó sẽ đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên cái điện tích tại điểm đó. Rồi về điện trường đều. Điện trường đều thì ở đây chúng ta cần nắm được đó là điện trường đều là điện trường mà vector cường độ điện trường tại mọi điểm. Thì nó như thế nào nhỉ? Nó có cùng phương, cùng chiều và có cùng độ lớn. Và đường xuất điện ở trong điện trường đều là những cái đường thẳng song song cách đều. Đấy là về câu 7, câu 8 và phần lý thuyết. Đây liên quan đến 3 bài đầu và 4 bài đầu. Rồi đến câu 9, câu 10. Đầu tiên là về định nghĩa điện dung của tụ này. Điện dung thì là gì? Là đặc trưng cho cái gì? Là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ khi mà mình đặt vào nó một cái hiệu điện thế nhất định. Nó sẽ được xác định bằng thương số của điện tích Q. Đấy là điện tích của tụ điện với hiệu điện thế đặt vào hai đầu của nó, đó là U. Mình có công thức C bằng Q chia U. Ở đây một điều cần chú ý đó là giá trị của điện dung tụ điện sẽ là một giá trị không đổi, nó không phụ thuộc vào hiệu điện thế. Mỗi tụ điện thì có một cái điện dung nhất định và cái giá trị này là giá trị không đổi nhé. Từ đây mình sẽ có công thức để xác định Q sẽ bằng C nhân Q bằng C nhân U. Và chúng ta thấy điều gì ở Q và U ở đây? Thì bây giờ mình để ý này, nếu mà U bây giờ mà nó tăng thì chúng ta thấy Q nó cũng sẽ tăng theo. Hay là mình nếu mà mình để Q giảm thì U cũng sẽ giảm do giá trị của C không thay đổi. Từ đây thì mình sẽ rút ra đó là Q và U nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau.
Đây giá trị của quy và của u sẽ tỉ lệ thuận. Rồi chúng ta sẽ có đơn vị đo của điện dung là farad. Ký hiệu là chữ F. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số cái đơn vị nữa như là minifarad này, rồi microfarad, rồi nanofarad, rồi picofarad. Ở đây chúng ta sẽ có một minifarad bằng 10 mũ trừ 3 farad, một microfarad thì bằng 10 mũ trừ 6 farad, một nanofarad thì bằng 10 mũ trừ 9 farad, và một picofarad thì bằng 10 mũ trừ 12 farad. Đây là một số đơn vị mà chúng ta cần nắm được cái cách đổi. Rồi về nguyên tắc cấu tạo của nó thì nó sẽ gồm một hệ hai vật này là hai vật dẫn điện nhé, đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp, lớp đề lớp cách điện. Đấy, chúng ta phải nhớ rõ là có hai bản làm bằng vật dẫn điện và ngăn cách với nhau bằng một lớp cách điện. Đấy là toàn bộ về phần tụ điện mà chúng ta cần nắm được. Rồi câu 11, 12, 13 và 14 liên quan đến dòng điện. Đầu tiên về khái niệm dòng điện không đổi. Dòng điện không đổi sẽ là dòng điện mà có, đầu tiên là có chiều và cường độ, nó sẽ không thay đổi theo thời gian. Chú ý nhé, có mấy cụm từ quan trọng này: chiều này, cường độ này, không thay đổi theo thời gian. Đấy là về dòng điện không đổi. Đơn vị đo của cường độ dòng điện là gì? Mình sẽ có đơn vị đo của cường độ dòng điện sẽ là ampere. Chúng ta có dụng cụ nào để đo dòng điện nhỉ? Đo cường độ dòng điện nhỉ? Đó chính là ampere kế. Ở bài 15 phút vừa rồi thì rất nhiều bạn chọn vào cái công tơ điện nhé. Công tơ điện đấy thì chúng ta cần nắm được. Thì nhiều bạn bị nhầm lẫn với thực tế ở bên ngoài. Thì chúng ta cứ nghĩ là cái công tơ điện đấy thì đo cường độ dòng điện. Nhưng mà cái công tơ điện đấy để đo cái mức sử dụng điện năng của gia đình mình, để mình để người ta tính tiền thu tiền của chúng ta, thì người ta sẽ đo cái đấy là điện năng tiêu thụ, hay chính là cái A đấy, cái công A của dòng điện đấy, chứ không phải là cường độ nhé. Đấy, đừng bị nhầm lẫn ở chỗ đấy. Rồi suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho gì? Cho khả năng thực hiện công. Thực hiện công ở đây là của cái gì nhỉ? Của lực lạ bên trong nguồn. Chúng ta cần phân biệt được, một là có cái thực hiện công ở trên mạch điện thì làm cho các điện tích di chuyển theo chiều điện trường, còn lực lạ này thì làm cho điện tích nó di chuyển trái với thực tế, nó đi ngược chiều. Vậy thì chúng ta sẽ có suất điện động của nguồn, thì đây là đặc trưng cho thực hiện công của lực lạ nhé. Đơn vị đo suất điện động sau hệ SI, chúng ta có đơn vị đo của suất điện động sẽ là volt. Rồi chúng ta có công thức tính suất điện động.
Ngoài ra thì về cái bản chất của cái đơn vị thì chúng ta cần nhớ thêm này, 1 ampere thì sẽ bằng, dựa trên công thức là A bằng Q chia T, mình có 1 ampere sẽ bằng 1 coulomb chia cho 1 giây. Rồi chúng ta có suất điện động E sẽ được xác định bằng công, công này là công của lực lạ làm di chuyển các điện tích Q. Đây A chia Q. Và chúng ta có đơn vị của suất điện động là vôn. Thì chúng ta từ công thức này mình rút ra đó là 1 vôn thì sẽ bằng 1 joule chia cho 1 coulomb. Rồi tiếp tục đến công thức tính công của nguồn. Nốt câu này là hết phần lý thuyết, hết phần trắc nghiệm liên quan đến lý thuyết này. Ở đây thì liên quan một cái câu trắc nghiệm liên quan đến công thức tính công. Mình có công thức tính công của nguồn. A nguồn, ở đây thì mình sẽ có công thức tính công của nguồn. A nguồn thì sẽ bằng suất điện động E nhân với Q, hay là chính bằng Q thì bằng Y nhân T, nên chúng ta có E nhân Y nhân T. Rồi công suất của nguồn P nguồn thì bằng A nguồn chia cho T, và sẽ được xác định bằng E nhân Y. Đây là đối với nguồn nhé. Còn đối với điện năng hay chính là công của cái dòng điện ở trong cái mạch, hay là công suất của mạch, thì chúng ta sẽ thay E ở đây thì bằng U thôi. Chúng ta sẽ có công thức đối với mạch điện. Và chúng ta sẽ có đơn vị của công suất là gì? Có những đơn vị nào của công suất nhỉ? Mình có đơn vị của công suất là watt này. Rồi kilowatt. Nhưng mà kilowatt giờ thì không phải nhé. Chú ý chúng ta sẽ bỏ đi. Chỉ có kilowatt thôi. Đây đừng để bị nhầm lẫn như thế là dễ bị trừ điểm đấy. Kilowatt. Rồi từ công thức P bằng A chia T, chúng ta sẽ có đơn vị của nó nữa là joule chia cho giây, joule trên giây, những đơn vị của công suất. Rồi đơn vị của công thì chúng ta sẽ có là joule. Đấy, một số cái liên quan đến lý thuyết. Chỗ này cần nắm chắc. Cần phân biệt được công và công suất của nguồn và đối với mạch nhé, nó sẽ có sự khác nhau giữa E và U đấy. Rồi ở đây thì đến câu 17 là sang những câu tính toán thông hiểu này. Thì từ câu 17 đến hết câu 28 thì thầy sẽ chữa ở trên cái phiếu trắc nghiệm mà hôm nay phát cho lớp nhé. Trước khi chữa phần thông hiểu thì chúng ta sẽ lướt qua một số cái câu trắc nghiệm ở đây. Một số câu trắc nghiệm ví dụ. Đầu tiên phát biểu nào sau đây là không đúng? Hạt electron là hạt mà mang điện tích âm, độ lớn là 1,6 nhân 10 chừng 19 coulomb, đúng. Ở đây thì hướng dẫn chúng ta có thể bấm trên máy tính.
Nếu mà chúng ta muốn tra lại cái số liệu đấy mà mình đang do dự là không biết nó có đúng không. Ở trên máy tính thì người ta có lưu sẵn. Ở đây thì thầy sử dụng tạo máy tính 570 nhé. Vì thầy dùng cái máy đấy mình sẽ thì dùng quen. Nên thầy sẽ ấn trên máy này. Ở đây thì chúng ta sẽ có là hạt E thì mang điện tích âm là đúng rồi này. Thì mình muốn kiểm tra xem độ lớn của nó có đúng như thế không. Thì mình có thể tra ở trên nắp máy tính. Ở đây thì mình shift 7, 23. Và mình sẽ tra ra được kết quả của cái độ lớn của nó là 1,6 x 10⁻¹. Đây, đúng. Còn hạt Ethereum thì có khối lượng là 9,1 x 10⁻³. Mình cũng đang do dự là không biết nó có đúng không. Thì mình có thể tra trên máy tính tương tự như vậy. Ở đây, trên nắp máy tính ấy, người ta có lưu này. SIP 701 là khối lượng của Proton. SIP 702 là khối lượng của Neutron. Và SIP 703 là khối lượng của Ethereum. Chúng ta ấn SIP 703. Đây ra ME. 9 là 9,1 x 10⁻³. Đúng. Và nguyên tử có thể nhận hoặc mất Ethereum để chuyển thành ion âm. Để thành ion có thể âm hoặc dương. Cái này đúng do tính linh động của E. Và Ethereum thì không thể chuyển động từ vật này sang vật khác là sai. Ethereum có tính linh động. Đây, bài này yêu cầu chọn đáp án không đúng nhé. Cần đọc kỹ đề. Đây không đúng và chúng ta chọn đáp án D. Câu số 2, phát biểu sau đây là không đúng. Một vật nhiễm điện dương là vật thiếu E. Đúng. Vật theo thuyết thì các vật nhiễm điện âm là thừa electron. Đúng. Theo thuyết E thì một vật nhiễm điện dương là vật nhận thêm ion dương. Cái này là đáp án sai. Tại sao? Bởi vì mình chỉ biết tính linh động của các electron thôi. Còn các ion dương thì nó không có tính linh động, nó không chuyển được. Một vật nhiễm điện dương là do đâu? Do điện tích E từ do các electron từ cái vật đấy nó chuyển đi sang vật khác và vật này nó thiếu electron. Vậy thì nó nhiễm điện dương. Rồi câu D là câu đúng. Nhiễm điện âm nhận thêm E. Rồi, không có gì bàn cãi ở câu này. Câu số 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Thế sáng nay thì có lướt qua thấy nhiều bạn quanh sai câu này. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. Đúng. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do. Đúng. Chất điện môi chưa? Là chất chứa rất ít điện tích tự do. Thì nhiều bạn lại khoanh một đáp án này. Nhưng mà đây là đáp án đúng nhé. Nên chúng ta không được chọn đáp án này. Đề bài này yêu cầu hỏi đáp án không đúng. Và chúng ta chỉ có câu C thôi. Ở đây vật dẫn điện là vật chứa rất ít điện tích tự do. Là sai. Đây chú ý ở chỗ đề nhé. Đừng để bị đọc đề rồi bị khoanh nhầm thì sẽ phí mất câu. Câu số 4. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát thì E đã chuyển từ vật này sang vật kia là đúng này. Trong quá trình nhiễm điện hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hòa điện. Cái này thì đúng rồi. Nhiễm điện do hưởng ứng thì electron ở trong cái vật đấy thì nó có chuyển đi đâu đâu. Nó vẫn ở trong cái vật đấy. Nó chỉ là nó về thu về một đầu. Còn đầu kia thì hai đầu thì nhiễm điện là hai loại, một dương một âm. Và theo tính chất về bảo toàn điện tích thì chúng ta sẽ có tổng các điện tích lúc này thì nó không thay đổi. Vậy thì nó đang trung hòa về điện, nó vẫn tiếp tục như vậy thôi. Câu B là một đáp án đúng. Câu C, khi cho vật nhiễm điện dương tiếp xúc với vật chưa nhiễm điện thì E chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang nhiễm điện dương. Câu C đúng, chỉ có E chuyển được thôi. Đây chọn đáp án không đúng nhé. Thì còn nốt đáp án D, điện tích dương chuyển sang là không đúng rồi. Chỉ có tính linh động của E thôi, còn điện tích dương thì không. Câu số 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Khi nhiễm điện do tiếp xúc thì E luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện. Ở đây thì hỏi là đáp án đúng nhé.
Câu A thì đáp án này không đúng rồi. E thì nó không luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện được. Vì nếu một vật mà nó đang nhiễm điện dương thì làm sao mà E nó lại chuyển sang được? Câu B, khi nhiễm điện do tiếp xúc thì E luôn dịch từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện. Cũng sai. Cái này thì chưa chắc, câu A và câu B thì chưa chắc. Câu C, khi nhiễm điện do hưởng ứng thì E chỉ dịch chuyển từ đầu bên này sang vào bên kia mà thôi. Câu này thì đúng, không có sự chuyển từ vật này sang vật khác. Rồi câu D, nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố không thay đổi là sai, nó có sự thay đổi nhé. Câu số 6, trường hợp nào sau đây tạo thành một tụ điện? Thì chúng ta đọc qua thì chúng ta sẽ thấy đáp án chính xác là đáp án C. Hai bản bằng nhôm, đây là hai bản dẫn điện này, ngăn cách với nhau bằng một lớp tẩm paraffin, là một lớp cách điện. Đấy. Ở trong câu A, hai bản nhôm, lớp giấy tẩm dung dịch này thì không được rồi, cái này là dẫn điện. Còn hai bản nhựa thì hai bản cách điện không được này. Câu D là hai bản thủy tinh cũng không được, vậy là hai bản dẫn điện nhé. Chỉ có câu C mới đáp ứng đủ, nó là hai bản thì dẫn điện, còn ngăn cách bằng một lớp cách điện mà thôi. Câu số 7, độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong không khí. Thì ở đây nó sẽ tỷ lệ với bình phương khoảng cách của hai điện tích. Vậy đáp án chính xác là đáp án C. Đọc kỹ đề nhé. Ngoài đơn vị ampere thì đơn vị của cường độ dòng điện có thể là như thế nào trong đây? Thì chúng ta dựa trên công thức tính Y, mình có Y bằng Q trên T, có nghĩa là coulomb trên dây. Chúng ta có đáp án C. Rồi câu số 9, suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng. Suất điện động của nguồn điện thì đặc trưng cho khả năng gì? Đó là thực hiện công của lực lạ trong nguồn. Rồi, đây là những cái câu liên quan đến lý thuyết. Liên quan đến những cái bài tập về phần thông hiểu ở đây thì chúng ta cần phải nắm được các công thức ở trong từng phần. Ở đây thì thầy sẽ sử dụng công thức để chúng ta sẽ tính toán thôi. Sẽ không loát lại công thức nữa. Câu số 10. Hai điện tích điểm giống nhau có độ lớn là 10 mũ trừ 6 coulomb đặt trong chân không cách nhau 30 cm, thì lực tương tác của chúng là bao nhiêu? Đầu tiên là hai điện tích này giống nhau thì chắc chắn là lực này lực đẩy. Lực đẩy thì bây giờ xem có độ lớn là bao nhiêu. Chúng ta tự xem trên đề nhé. Ở đây thầy sẽ lấy cái này để nó bị che mất, nên chúng ta sẽ không quan sát được đề trên đây. Ở đây thì chúng ta có công thức tính lực tương tác F bằng K nhân với trị tuyệt đối của hai điện tích này giống nhau. Thôi thầy cứ ghi đúng công thức Q1 nhân Q2 chia cho R bình phương. Ở đây thì mình thay số vào, chúng ta sẽ có 9 nhân 10 mũ 9 nhân với ở đây 2Q thì đặt là 10 mũ trừ 4 bình, vì Q nhân Q mà chia cho khoảng cách đi trừ 6 anh em. Đây là trừ 6 và trừ 4. Khoảng cách ở đây là 30 cm, vậy là 0,3 bền. Vậy thì lực này lực đẩy có độ lớn là 0,1 newton. Đáp án A. Câu 11 cũng dựa trên công thức này thôi. Công thức của lực tương tác giữa hai điện tích. Chúng ta có hai điện tích điểm này có cùng độ lớn là 10 mũ trừ 4 đặt trong sân không. Để tương tác nhau bằng lực có độ lớn là 10 mũ trừ 3 thì chúng phải đặt cách nhau là bao nhiêu?
Ở đây thì thầy có thể hướng dẫn chúng ta bấm trên máy tính tìm x như sau. Ở đây thì chúng ta đã có những cái giá trị giờ nào rồi. Thứ nhất là lực có độ lớn là 10 mũ trừ 3 này. Và mình có công thức ở đây thì là K 9 nhân 10 mũ 9 nhân với trị tuyệt đối của Q nhân Q ở đây là 10 mũ trừ 4 nhân với 10 mũ trừ 4 chia cho ở đây thì R bình. Thầy coi như cái R bình đấy là x đi. Và thầy sẽ tìm x ra. À đây. Thiếu. Trừ. Thiếu dấu trừ trên máy tính. Đây thì coi cái R bình là x. Thì thầy bấm máy tính ở đây. Chúng ta sẽ được. Giá trị của x là 90.000. Vậy thì bây giờ mình ấn căn x. Mình sẽ ra được giá trị là 300. 300 mét. Vậy thì đáp án B. Đây. Nếu mà bạn nào không quen ấn nhanh thì chúng ta có thể trình bày ra. Để giải quyết. Câu 12. Câu 12 thì hai điện tích điểm đặt cố định này ngăn cách nhau cách điện cố định cách điện trong một cái bình không khí và hút nhau một lực là 21 Newton. Và chúng ta đã biết là khi mà đặt trong cái môi trường điện môi đấy thì lực điện nó sẽ giảm đi epsilon lần. Vậy chúng ta có 21 chia 2,1 ra đáp án A là 10 Newton. Bởi vì ở đây nó đang hút nhau thì nó sẽ tiếp tục hút nhau thôi. Vậy nó sẽ hút nhau và một lực chúng ta tính ra là 10 Newton. Phương chiều của cái lực này không thay đổi và độ lớn có sự thay đổi. Nha. Câu số 13. Câu số 13 thì cũng tương tự như vậy. Thì ở đây, sau khi đặt vào trong cái môi trường cách điện thì nó sẽ giảm đi một số lần nào đó. Thì còn lại là 4 Newton. Vậy thì mình sẽ có 12 chia 4 ra 3. Vậy thì epsilon đây là bằng 3. Chưa rõ công thức thì chúng ta có thể viết lại. Đây, mình sẽ có epsilon ở bên dưới. Vậy lực đang thế này mà nhân với cái epsilon này nữa. Thì chắc chắn nó giảm đi epsilon lần rồi. Câu 14. Hai điện tích điểm trái dấu có độ lớn là 10 mũ trừ 4 đặt cách nhau 2 mét trong paraffin có điện môi bằng 2. Đây thì mình bấm máy thôi. Mình sẽ có 9 nhân 10 mũ 9 này. Nhân với, ở đây câu 14 thì là 10 mũ trừ 4. Nhân với 10 mũ trừ 4. Chia cho khoảng cách ở đây 2 mét. Vậy thì sẽ ra là 22,5. Mà hai điện tích này thì nó trái dấu. Nên nó sẽ hút nhau một lực là 22,5. Câu 15 liên quan đến công của lực điện. Một điện tích tích điểm Q bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 coulomb dịch chuyển trên đoạn đường 5 cm dọc theo đường sức điện của một điện trường đeo có cường độ là 5.000 V trên mét. Hỏi công của lực điện đã thực hiện trong quá trình dịch chuyển điện tích Q là bao nhiêu? Ở đây thì mình thử liên hệ nhớ lại những công thức liên quan đến công xem là có những công thức nào. Thầy ơi. Ơi em.
Sao thế em? Câu 14 nó có cả hàng số đen môi cơ mà. Câu 14 có hàng số đen môi ạ. À? À ừ. Thế thì quên đấy. Cách nhau 2 mét ở đây, thêm hàng số đen môi nữa. Ừ, ở đây thì ra đáp án ở đây thiếu nhỉ? Thôi chỗ này chúng ta sửa đi chỗ đáp án nhé, chắc thầy in cái chỗ đấy bị thiếu đấy. Hoặc là hôm lúc làm đề thì thầy bổ sung thêm mà quên chưa sửa cái đáp án. Ừ, ra 11,25. Đây câu 14 thì chúng ta sửa đáp án một chút nhé. Câu 15 bọn em có ra đáp án nào không? Không ạ. Ừ. Chỗ này thầy có quên thầy sửa cái đề đi một chút. Đây thầy bị nhầm nhé. Đây thầy sửa lại cái đề này. Đây đổi thành 10-5 đi. 10-5. Hoặc đây là đổi thành 5 mét đi. Nếu mà cm thì chúng ta phải đổi sang mét nhé. Ở đây thì chúng ta sửa cái đề này một chút. Thì ở đây đơn vị là đề là 5 mét. Thì mình sẽ có công của lực điện. A sẽ bằng Q nhân với E nhân D. Và chúng ta bảo là anh quên em đi đấy. Đây chúng ta có công thức A bằng Q nhân E nhân D. Ở đây thì mình thay số vào. Đổi cái đề này thành 5 mét nhé. Thì chúng ta sẽ có là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với 5 nhân e trước thì sẽ là 5.000 này, sau nhân với d ở đây là 5, rồi ra 5 nhân 10 mũ trừ 3 đáp án B. Là câu 15. Tiếp tục câu 16. Công của lực điện làm dịch chuyển một điện tích là 1 microcoulomb dọc theo chiều của đường sức trong điện trường 1.000 volt trên mét, quãng đường dài là 1 mét. Mình cũng dựa trên công thức này thôi, ở câu số 16. Và thêm một cái nữa là đổi đơn vị nhé. Mình sẽ có 1 microcoulomb. Thì như chúng ta đã biết micro thì sẽ bằng 10 mũ trừ 6 coulomb. Từ đây thì mình sẽ bấm máy, chúng ta sẽ có 10 mũ trừ 6 này, Q là 10 mũ trừ 6 này, nhân với E. E ở đây thì bằng 1.000. Nhân với quãng đường ở đây là 1 mét. Ra 1 nhân 10 mũ trừ 3 joule. Mà ở đây thì người ta để được các đơn vị là mini joule, cả mini joule nữa. Nên chúng ta sẽ có ở đây là bằng 1 mini joule. Rồi 10 mũ trừ 3 joule thì bằng 1 mini joule mà. Vậy thì đáp án C. Rồi câu số 17.
để cô xét nghiệm nhỉ? Câu số 17 thì cũng áp dụng cái công thức. Thì những câu áp dụng cái công thức vừa rồi thì thầy sẽ không bấm trên máy tính đấy nhé. Thì sau thầy sẽ lướt qua đáp án này. Câu số 17, nếu mà chúng ta thấy có vấn đề gì thì có thể bật mic lên nói. 17 thì ở đây có điện tích quy rồi. Ở đây hỏi công lực điện. Rồi có quy, có e, có d. Chúng ta sẽ có đáp án C, 2 mJ. Câu 18. Câu 18 thì chúng ta cũng sẽ có công thức liên hệ thôi. Mình sẽ có sự tỷ lệ của chúng. Ở đây thì nếu mà đặt hai điện tích điểm cho điện tích dịch chuyển giữa hai điểm cố định sau một điện trường đều thì có nghĩa là quãng đường nó như nhau này. Nếu cường độ điện trường là 1150 thì A sẽ là 60. Nếu mà cường độ thì là 200 thì A sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây thì mình có thể thấy công thức là A bằng Q nhân E nhân D. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra một cái công thức đối với tỷ lệ của nó, với sự tỷ lệ của nó này. Ở đây thì người ta cho công A1, chúng ta sẽ có A1 chia cho A2. Lúc này thì sẽ bằng E1 chia cho E2. Ở đây thì mình thay số vào và ra được là 80 mJ. Đây là đáp án D. Đến câu số 19. Ở đây thì liên quan đến hiệu điện thế. Mình thử nhớ lại xem có công thức nào liên quan. Chúng ta sẽ có hiệu điện thế UMN. Đây sẽ có một số công thức UMN như sau. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N thì bằng VM trừ VN này, thế năng tại M trừ đi thế năng tại N. Và sẽ bằng công làm điện tích di chuyển từ M đến N chia cho điện tích Q và bằng E nhân với DMN. Ở đây thì chúng ta sẽ có xong cái bài số 19 này thì người ta đã cho U rồi. Người ta cho UMN thì bằng 2V. Người ta cho công là âm 3,8 nhân 10 mũ trừ 6. Và cái quy thì chưa biết. Ở đây thì mình có thể bấm tìm x cũng được. Chúng ta sẽ ra được kết quả là âm 1,9 nhân 10 mũ trừ 6. Câu 20 cũng tương tự như vậy. Mình có công thức tính công, ở đây thì U bằng A chia Q. Vậy A sẽ bằng Q nhân với U. Ở đây thì người ta đã cho U rồi. Và electron thì có điện tích là bao nhiêu?
Nếu mà bấm trên máy tính thì chúng ta sẽ có sheet 7, ấm luôn cái điện tích của E này là 23 này. Đây là E nhân với cái U này là 100. Và ra được là 1,6 nhân 10 mũ trừ 17. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án A. Ở đây còn âm nhé, chú ý này, ở đây thì người ta cho độ lớn thôi, chúng ta còn cái âm nữa đấy. Thì khi mà để cho chắc thì có khi bấm cái giá trị của E này trước. Rồi chúng ta sẽ có âm 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nhân với 100. Câu 21. Ở đây giọt thủy ngân có bán kính và có điện tích. Thì chúng ta cứ coi cái điện tích đấy là ở chính tâm của cái giọt thủy ngân này. Và mình sẽ có công thức tính cường độ điện trường. Thì chúng ta sẽ có khoảng cách này là 1 mm, thì chúng ta đổi ra mét. Và công thức tính cường độ điện trường E bằng K nhân với trị tuyệt đối của Q chia R bình phương. Bài này nhân ra đáp án A. Câu 22 cũng như vậy, quả cầu này mang điện tích, có nghĩa là tâm của quả cầu nó sẽ có điện tích là 5 x 10 mũ trừ 8 coulomb. Ở đây bán kính là 4 cm, mình sẽ có bán kính là 4 cm này, nhưng mà cường độ điện trường tại điểm M cách tâm là 10 cm. Nên đây chúng ta sẽ có, chú ý nhé, cái khoảng cách bây giờ sẽ là cái R này thành 10. Và chúng ta sẽ có kết quả ở đây như đáp án B. Câu số 23. Điện tích thử đặt tại một điểm có cường độ điện trường 0,16, lực tác dụng là 2 x 10 - 4 Newton. Độ lớn của điện tích này thì mình có E bằng F chia Q. Vậy nên chúng ta sẽ có Q bằng F chia E ở đây. Và bấm máy thì chúng ta sẽ ra được. Đây là câu 23, là đáp án C. Câu 24. Thầy ơi, thầy lặng lại câu 22 được không ạ? Ừ, ok. Ở đây thì quả cầu có bán kính là 4 cm này, mang điện tích Q bằng 5 x 10 mũ trừ 8 coulomb. Hỏi cường độ điện trường tại điểm cách tâm quả cầu là 10 cm. Thầy thử bấm lại cái kết quả xem có đúng như câu B không. Tại thầy trước đó thì bấm rồi mà. Cầu này thì có bán kính là 4 cm này. Thì đây chính là cái điện tích này chính là điện tích của tại cấp tâm quả cầu nhé. Nếu mà người ta hỏi cái cường độ điện trường tại bề mặt quả cầu thì chúng ta sẽ có R bằng 4. Ở đây thì người ta nói là cái vị trí đấy, cái vị trí cách tâm một khoảng là 10. Vậy chúng ta sẽ có từ tâm đến cái vị trí mà chúng ta xét là 10 cm. Thì cái 4 này bây giờ mình không cần dùng đến nữa.
Cái 4 này mình không dùng đến nữa. Chúng ta dùng cái R bằng 10 thôi. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng công thức E bằng K nhân với trị tuyệt đối của Q chia cho R bình phương. R bình phương ở đây là 10. Là do cái vị trí điểm M nó cách tâm của cầu là 10cm. Nhá. Chúng ta sẽ có ở đây là 9 nhân 10 mũ 9 này. Nhân với điện tích Q là 5 nhân 10 mũ trừ 8. Chia khoảng cách ở đây là 0,1 bình. Và ra được là 45.000 vol trên mét. Đấy, cái 4cm này thì mình không cần dùng đến. Ở đây thì nói về quả cầu này thì mình nắm được cái bản chất của nó. Là cái điện tích Q này thì nó nằm ở cái tâm của quả cầu. Đối với cái hình cái dòng thủy ngân này thì người ta xét trên bề mặt ấy, thì có nghĩa là đối với cái dòng thủy ngân thì cái điện tích ở tâm của nó này, nếu mà xét trên bề mặt thì nó đang cách tâm là 1 mini. Và câu 21 thì mình cũng thay số để tính được. Rồi, quay lại câu 24 nhé. Câu 24 thì làm tương tự như câu 23 ở trên. À, câu 24 hình như là chỗ này thì không có đáp án đúng hay sao ấy. Em có thể để lại. Ừ, thầy chưa nhập cái đáp án chỗ này. Tôi bỏ qua câu 24 nhé. Cách làm thì như câu 23 thôi. Câu 25 này. Câu 25 thì cũng tương tự như vậy. Mình có E bằng K nhân Q chia cho R bình. Câu 25 sao đáp án B. 26. 26 liên quan đến tụ điện rồi. Mình có giá trị 50 microfarad ở đây. Thì bằng 50 nhân 10 trừ 6 farad, đấy là C. Còn 220V đây là U. Mình có điện tích Q sẽ bằng C nhân U. Và sẽ bằng 50 nhân 10 mũ trừ 6 nhân với 220 và bằng 0,011 coulomb. Vậy thì đáp án chính xác ở đây là đáp án A. Câu số 12. Những cái câu này xoay quanh người ta cho biết Q này, cho biết U hoặc cho biết C và mình tìm các giá trị còn lại thôi. Câu 27 thì chúng ta sẽ tìm được đáp án đây là đáp án A. Tìm hiểu điện thế U thì mình lấy Q chia C. Lấy 5 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho 2 nhân 10 mũ trừ 6. Ra 125. Bấm nó ra 2,5 thầy. 2,5 à? Ừ. Cái chỗ này thầy nọc đè đâu này bị sai chỗ đè này rồi. 2,5 à? Thế thôi lại sửa đáp án này nhé. Ừ, 5 chia 2. Rồi. Đè bị sai nhiều quá. Câu 28 nào. Câu 28 thì mình dựa trên công thức tính cường độ dòng điện Y. Y bằng Q chia cho T. Ở đây thì mình có Q thì bằng đây. Ở trong bài này thì mình có Q là bằng 0,02 này. Chia cho T ở đây thì là 2. Ra 0,01. Vậy thì chọn đáp án B. Vì 10
mini ampere cũng bằng 0,01 ampere mà. Câu 29. Công của lực lạ làm dịch chuyển điện lượng 2 coulomb từ cực âm đến cực dương của nguồn là 24 joule. Vậy thì suất điện động của nguồn là bao nhiêu? Mình có công thức ở cái phần vừa rồi. Về công thức tính suất điện động của nguồn E sẽ bằng à, câu 29. Ở đây thì mình có công thức tính suất điện động E thì bằng A chia cho Q. Thì bằng công của lực lạ chia cho điện tích Q. Câu 29 thì ở đây mình sẽ thay. Mình sẽ có công là 24. Công là 24 chia cho Q ở đây là 2. 29. Vậy ra được 12. Câu 30. Ác quy có suất điện động E. Rồi có thời gian là 4 phút này, ắc quy sinh công là 720 joule. Ở bài này mình sẽ sử dụng công thức A bằng thì A nguồn nhé, cùng nguồn điện mà. Sẽ bằng Q sẽ bằng E nhân Y nhân T. Từ đây mình thay số vào ở câu số 29 này, à câu số 30 này, thì mình có A bằng 720, suất điện động E bằng 12, thời gian là 4 phút đổi ra giây là 4 × 60. Rồi còn Y nữa thì chúng ta sẽ ra là kết quả là 0,2 ampere. Đây chúng ta có thể bấm máy. Câu 31. Một nguồn điện có suất điện động là 2V khi bắc một bóng đèn có mạch kín thì cho dòng điện chạy qua là 0,2 ampere. Tính công suất của nguồn điện này. Ở đây thì người ta cho U rồi, cho Y rồi, thì mình có công suất là P bằng U nhân Y. Và ra được đáp án là 1W. Để giải quyết xong những câu trắc nghiệm. Đến câu vận dụng câu số 32. Câu này thì tìm lực tương tác điện và vẽ hình. Thì đây chúng nó sẽ hút nhau một lực. Thì chúng ta có thể vẽ, chúng ta có thể tính toán được đơn giản rồi. Cái dạng này thì các lớp thì đã rèn luyện nhiều rồi. Nên chắc là thầy sẽ không sửa câu này nữa nhé. Nhớ đổi đơn vị 20 cm ra mét này. Câu 32. À, câu 33. Ở trong đề thì sẽ có các câu vận dụng thì sẽ có 4 câu, trong đó thì có 2 câu khó. Thì chúng ta chú ý hai câu một điểm ở đây. Thì đó là hai câu mà áp dụng được lực coulomb này để tính tương tác điện đơn giản, và cái thứ hai là về công và công suất của nguồn. Đấy, chú ý là có hai cái câu như thế. Đến câu 33 thì sáng nay một số lớp cũng đã sửa câu này rồi. Thì viết trên đây. Đầu tiên thì mình sẽ xác định công của lực điện. Mình có A bằng E nhân Q. Thì từ đây mình sẽ ra được là 1,5 × 10. Thì cả 1,5 × 10 và bằng 15 joule.
Tiếp tục câu B, chúng ta tính công suất, chúng ta sẽ có P lúc này bằng A chia T. Chúng ta thay vào. À, đây là 3 V nhỉ. Đây 3 V này. Q là 20 thì nhìn sang bài khác. Rồi 60. Tiếp theo thì tính suất điện động thực hiện trong 2 giờ. Thì mình có A ở đây là 60 chia cho thời gian 2 giờ. Thì bằng mỗi giờ thì có 60 phút. Mỗi phút thì có 60 giây. Đây, chỗ này chúng ta bấm máy ra. Tính nốt nhé. Số nó hơi lẻ một chút. Rồi đấy là câu 34. Đấy là câu 33 đến câu 34. Câu 34 thì chúng ta có thể đọc qua đề một chút và xác định xem ở đây là mình sẽ tính cường độ dòng điện thì cũng sẽ dựa trên công thức tính không của nguồn. Mình có công thức là A bằng E nhân I nhân T. Từ đây thì người ta đã cho E rồi, cho A rồi, cho T rồi và yêu cầu mình tìm cái giá trị còn lại. Câu 34 này. Đầu tiên câu A thì mình sẽ có A bằng E nhân I nhân T. Từ đây mình sẽ suy ra I bằng A chia cho E nhân T. Thay số vào mình sẽ ra được là 1,6 ampere. Câu B chúng ta áp dụng công thức P. Có thể áp dụng công thức P bằng E nhân I hoặc A chia T cũng được. Thì thay bằng E nhân I. Và ra kết quả ở đây là 96W. Rồi đến hai câu vận dụng một điểm mà chúng ta cần phải giải quyết được. Ở đây thì chỉ cần áp dụng công thức thôi. Đến câu 35. Câu 35 thì dạng này chúng ta cũng đã nắm được rồi này. Mình có các phương pháp để làm. Với phương pháp thì lúc nào cũng sẽ có 4 bước. Đầu tiên là xác định các vector được thành phần nên diện tích cần khảo sát. Sau khi đã xác định được rồi thì chúng ta sẽ lúc mà xác định đấy thì chúng ta sẽ vẽ trên hình xem là điểm C ở đâu, rồi vẽ các vector được thành phần. Rồi sau khi tìm được, sau khi vẽ được rồi thì mình sẽ tìm độ lớn của các lực thành phần, định luật Coulomb.
Rồi bước tiếp theo, mình tìm góc tạo bởi hai bề thành phần. Và bước cuối cùng thì mình tìm được tổng hợp. Đấy về phương pháp để làm bài này. Rồi đến cái dạng này, chuyển động của các hạt, của các với cái dạng cuối cùng. Về cái dạng chuyển động của các điện tích trong điện trường. Câu 36, 37 và 38. Biết câu 36 đó nào giải quyết được chưa nhỉ? Ở cái dạng này thì sẽ vào một câu tương đối khó. Nên những cái bạn nào mà chưa làm được thì cố gắng mà làm được tốt những câu trên thì câu này cũng 1,5 điểm, 0,5 điểm thôi. Thì nếu mà các bạn còn nhiều, còn thời gian thì chúng ta sẽ suy nghĩ cái nốt câu này. Chắc thầy mới gửi nên chắc là chúng ta chưa suy nghĩ làm được câu này. Ở đây thì chúng ta để ý nhé, hai bản kim loại này trái dấu và đặt song song nằm ngang. Chú ý cái dữ kiện đặt song song nằm ngang, chúng ta sẽ có hai bản đặt song song nằm ngang. Khoảng cách giữa chúng là 6 cm, kiểu điện thế giữa chúng là 300 V. Một hạt bụi có khối lượng là 0,01 g, có điện tích quy bằng 5 × 10⁻⁵ C. Điện tích dương này, từ sát bản dương và nó di chuyển về phía bản âm. Tính thời gian chuyển động của hạt bụi khi đến bản âm. Bây giờ muốn tính được thời gian thì chúng ta xem là nó sẽ chuyển cái hạt bụi này, nó chịu tác dụng của những cái lực nào. Ngoài ra thì xem là gia tốc của chuyển động thì bằng bao nhiêu. Từ những cái lực tác dụng đấy thì mình sẽ tìm gia tốc của chuyển động. Đây, trên này. Đây là chúng ta xác định xem áp lực tác dụng lên điện tích. Bây giờ mình sẽ có một cái điện tích. Thì vẽ trên này hơi khó một chút. Đây nó sẽ chuyển động từ bản dương sang bản âm. Vậy thì nó đang chịu tác dụng của những lực nào? Nó di chuyển từ bản dương sang bản âm. Vậy thì chúng ta sẽ có cường độ điện trường E theo chiều này này. Thì dương đến âm đây, E đây. Nó đang chịu tác dụng bởi những lực nào nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ có F hợp lực. Đây thầy viết trên phần này. Chúng ta sẽ có F hợp lực tác dụng lên cái điện tích này. Thì có trọng lực P này, rồi có lực điện do cường độ điện trường tác dụng lên, mà trọng lực P thì bằng M nhân R, còn lực tác dụng ở đây thì bằng F, ở đây thì bằng gì nhỉ? Mình có nhiều công thức bằng Q nhân E. Ở đây người ta cho E chưa? Người ta cho hiệu điện thế thôi, chưa cho E. Nhưng mà người ta cho khoảng cách rồi. Đây nha, chúng ta sẽ có bằng Q nhân E. Mà E thì bằng gì? Chúng ta có công thức là U bằng E nhân D.
Vậy thì E ở đây bằng U trên D. Chúng ta sẽ có ở đây, thay chỗ E này bằng U trên D từ những cái người ta đã có. Bây giờ chúng ta có thể thay số vào. Mà F hợp lực ở đây thì nó gây ra cho cái hạt này nó chuyển động. Và chuyển động với gia tốc là A. Vậy thì nó sẽ bằng M nhân với A. Từ đây thì chúng ta sẽ rút ra. A sẽ được xác định bằng. Ở đây thì mình có thể chia cho chia M vào cho M này, chia Q U D cho M thì có G cộng với, ở đây có Q nhân U chia cho M nhân D. Mình thay số vào. Đây chúng ta tự thay nhé. Số liệu trên này có sẵn rồi. Và có gia tốc A rồi. Mình yêu, người ta yêu cầu mình tìm thời gian chuyển động. Mình biết nó chuyển động từ bản dương, bản âm. Đến bản âm thì quãng đường đi được của nó là bao nhiêu? 6 cm. Chúng ta có công thức của chuyển động ở đây là S bằng V0T. V0T cộng với một phần hai AT bình mà V0 ở đây thì bằng 0, chúng ta có thể bỏ đi, chúng ta còn là một phần hai AT bình, có A rồi, có S rồi thì mình sẽ tìm được T thôi. Đấy là câu 36 gợi ý cho chúng ta như vậy. Đấy, từ đấy mình sẽ tìm được thời gian. Cái quan trọng là chúng ta xác định được cái các lực tác dụng lên cái điện tích đấy làm cho nó di chuyển. Và cái lực này thì theo định luật 2 Newton bằng M nhân A. Thì mình sẽ tính toán được. Đến câu số 37 thì đây thầy có cho một số gợi ý ở đây, thầy đã tính biết sẵn chúng ta rồi. Ở đây thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Một E di chuyển từ bản âm sang bản dương. Cái bài lúc nãy thì là điện tích dương thì nó sẽ di chuyển theo chiều điện trường. Còn bài này là bài là điện tích âm, vậy thì đi ngược chiều điện trường, đó là từ bản âm sang bản dương. Ở đây thì bài này thì electron đấy thì nó coi như là cái khối lượng của nó không đáng kể. Vậy mình chỉ có một F điện thôi. Bài này thì người ta cho sẵn cái khối lượng của nó này, thì chúng ta phải sử dụng cái khối lượng đấy, vì hạt này nó có khối lượng đáng kể nhé. Giữa hai bài cần phải phân, cần phải rõ ra. Bài này thì có một lực thôi, là lực F, F điện. Vậy thì F bằng M nhân A. Vậy thì suy ra A sẽ bằng F trên M. Mà F, lực F thì bằng gì? Bằng Q nhân E. Q ở đây thì chính là điện tích của electron. Mình có là điện tích của E nhân với cường độ điện trường E chia cho khối lượng, ra 1,05 x 10 mũ 16 m trên dây bình. Từ đây chúng ta có thời gian bay. Thì dựa trên công thức S bằng 1 phần 2 AT bình, suy ra T thôi, tương tự như cái bài vừa rồi. Câu C là tìm ra tốc tức thời khi mà chạm bản dương. Thì bài này thì mình cũng có thể sử dụng công thức này, hoặc là công thức V bình trừ V không bình bằng 2AS. Đấy, sử dụng công thức nào cũng được, liên quan đến cái phần kiến thức của lớp 10 một chút về chuyển động. Rồi bài cuối cùng, câu 38. Câu 38 thì cách làm cũng tương tự thôi. Ở đây chúng ta xem đề ở kia nhé. Thì đây cái chỗ lời giải này nó hơi dài dòng hơn một chút. Thì chúng ta cũng hiểu đơn giản ở đây nó chỉ chịu tác dụng của F điện. Mình sẽ xác định được gia tốc bằng lấy F chia M. Và ở đây thì mình áp dụng công thức V bằng A nhân T. Đây, mình có A rồi, có thời gian T rồi, sẽ ra được. Và thêm một cái dữ kiện nữa ở cái bài này, nó khác với bài kia.
đó là ở đây thì e được bán vuông góc với vận tốc ban đầu vào một điện trường đều. Có nghĩa là ở đây nhé, một cái điện trường đều này và mình một cái electron nó bị bay vào, có nghĩa nó vừa bay theo chiều ngang vừa nó bị đẩy xuống, có nghĩa là bây giờ là một chuyển động giống chuyển động ném ngang. Vậy thì mình sẽ có theo phương OX và theo phương OY. Đây mình sẽ có hướng làm như thế này và xác định được vận tốc V bằng căn của V không bình, V không x, Vx cộng Vy, Vx bình cộng Vy bình ra là 2,66 nhân 10^6 m trên giây. Đây là câu số 38. Đây là lướt qua tất cả các câu các dạng của xong đề thi. Đây vừa tròn đến 4 giờ. Xong một số bạn đã đi học rồi. Giờ còn thắc mắc ở phần nào không? Thầy ơi, bài 37 thầy. 37 á? Vâng. Ơi 37 em bị vướng mắc chỗ nào? Em chưa kịp nhìn thầy giảng nhanh quá. Tại mấy câu khó thì thầy định nhiều bạn cũng không học qua cái chỗ đấy nên là thầy để thầy tắt tắt recording lại đã.